Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc ấm siêu tốc thủy tinh kèm lọc trà của hãng Le Men Lang. Dung tích của chiếc ấm này là 1,8 lít và có mã là LBE2819. Le Men Lang là thương hiệu của Đức và cái bình này thì được sản xuất tại Trung Quốc và phân phối chính ngạch tại Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Đây đóng gói sản phẩm, chúng ta sẽ có sách hướng dẫn đi kèm. Cái này hướng dẫn thì bằng tiếng Việt cũng có. Và đây là chiếc ấm siêu tốc. Có đế này để các bạn đặt vào đun. Phiếu bảo hành chính hãng 2 năm. Và đây là cái đế để các bạn cắm điện rồi sau đó đặt cái ấm siêu tốc lên. Thông số của sản phẩm đấy ạ. Công suất của chiếc ấm này là khoảng 2200W. Nên là đun sôi rất là nhanh. Đây là chiếc ấm siêu tốc của chúng ta bằng thủy tinh. Phần này là phần tiếp điện này. Và đặc biệt thì cái này nó sẽ có cái lưới lọc trà. Này, bấm nút này là để đun này. Sau đó khi mà nước sôi nó sẽ tự động nhảy tắt. Còn bấm nút trên này sẽ mở nắp. Và chúng ta sẽ thấy cái lưới lọc trà. Các bạn có thể rút cái này ra để cho trà vào đây. Rất là tiện nếu các bạn muốn pha trà trong cái bình siêu tốc này. Dung tích của bình là 1,8 lít và chiều cao của bình là khoảng 25cm. Chiếc bình này khi cắm điện và bật đun thì nó sẽ có đèn led màu xanh để báo hiệu rằng đang đun. Và khi mà nước sôi nó sẽ tự động ngắt nên các bạn rất là yên tâm và an toàn. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc bình siêu tốc dung tích 1,8 lít Le Men Lang, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.